Hiện tại tôi đang ở khách sạn Hoàng Yến, khách sạn 4 sao. Nhớ thầy Phố Quy Nhơn. Bên này nghe đông hơn à? Ây da, được quá à. Hiện tại tôi đang ở phố ẩm thực Quy Nhơn. Let's go kiếm cái gì đó ăn rồi đi chơi. Yeah, đi. Cáo đầu tiên là gì? Tôi yêu Quy Nhơn. Đình. 10 điểm. Tôi yêu Quy Nhơn. Cái gì quan trọng nói 3 lần. Tôi yêu Quy Nhơn. Bạn có yêu Quy Nhơn không? Yeah. Đỉnh ơi. Bạn có yêu Quy Nhơn không? Có bạn ơi. Đỉnh. Bạn yêu Quy Nhơn không? Thì bạn yêu Quy Nhơn không? Đéo. À, đi ngủ đấy, mày đi ngủ. Tôi yêu Quy Nhơn. Trời ơi. Ai đây Ngọc à? À, Ngọc làm sao mà cùng đúng vậy Ngọc ơi? Đi. Các bạn có Bi Hùng hết từ nào này? Bi Hùng chắc phải 90. Chúng mình giặt quần áo. Không hết được đâu con trai, Tobi không từng yêu.